Cái phòng này là hai chị em cô Trân với Lý là được rồi, rộng rồi, có học hành rồi luôn. Còn phòng này có Dương với lại ba. À, đây là chuồng bò đây hả? Đi qua đó xem ba đâu Dương. Đi gắn đồng hồ rồi. Đi gắn đồng hồ điện ha. Dạ. À, thông tin với cô bác quý anh chị là nhà anh Sang không có điện đó, nên là nữ là chưa khoan cây nước được. Nữ khoan cây nước ở đây ha anh. Anh dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ tiếp tục quay lại cái hoàn cảnh của gia đình anh Sang á. Thì để xem cập nhật cái tình hình của anh với lại xây dựng như thế nào đi. Như để xây dựng đã đến đâu rồi để cho cô bác quý anh chị nắm rõ luôn. Và hôm nay thì trên cái đoạn đường đi này thì cô bác quý anh chị sẽ thấy được đây là những cái đống đá nè, và bên đây là những cái bao đá nè. Tại vì những cái đống đá này anh Sang cùng với con của mình á, là Dương á, phải vô từng bao như thế này và phải chở từng những cái chiếc xe Honda gắn máy á, xe gắn máy chạy vô trong kia. Và ở đây thì Bùi Hồ cũng thấy được một số gạch nữa nè, gạch ống nè, chắc có lẽ là anh nói còn thiếu một ít á, nên thành nữ là chuyển vô cho nó đủ luôn. Tại vì còn phải xây luôn này cái phần chuồng bò á, nên chắc có lẽ là thiếu gạch. Thì cũng thương hai cha con lắm, hai cha con phải đẩy tha từ từ để đẩy từ từ vô ở trong đó đó cô bác quý anh chị. Thì vừa hồi sẽ chạy xe một cái đoạn ngắn cho cô bác quý anh chị thấy luôn về cái nỗi khó nhọc của anh Sang với Dương con của mình ha. Cái đoạn đường này vô nó khó khăn lắm. Tới đây thì chạy xe được một đoạn thôi, còn tới đoạn kia thì phải đẩy bằng xe gô. Đoạn bên đây phải đẩy xe bằng xe gô rồi. Hôm nay cái cầu này qua hết được rồi. Rồi cái cầu này qua hết được rồi nè. Chắc đi đường bên đây nè. Ồ vậy là anh Dương với lại Sang mới ban cái đường này ra quá, nên thằng nữ ra thấy cái đường ngòn này. Bây giờ mình chạy xe vô thử coi như thế nào. Ơi bữa nay chạy xe vô đến nhà anh Sang luôn rồi. Đã rồi á. Dương ơi. Dạ. Đang làm gì vậy? Dương ở trong đó. Giờ ra đây xem coi các anh làm như thế nào rồi. Tại vì nhà của anh Sang gần nhà mình nên thành thử là dễ cập nhật cái tình hình. Có đôi khi nhà những cái nhà mà xa xa quá thành thử Bùi Hồ không có cập nhật cho cô bác thường xuyên được. Ơi, đây cô bác thấy cái vách tường không? Đã lên đổ hai cái đà trên là ba đà. Ở dưới này một cái nè, hai nè, ba nè, xây lên nhìn chắc chắn kiên cố ghê á. Ôi, ở đằng trước này là cái mặt dựng đằng trước nè. Ở trên đó đổ đà là xong luôn rồi. Ở đây là một cái cánh cửa cô bác với anh chị. Ở bên đây là một cái cánh cửa sổ lớn ở ngoài trước nè. Ôi này nhìn khác nhiều ghê luôn á. Cái cánh cửa này cũng khá rộng nè. Có thể có thể khoảng 2 mét á. Cánh cửa sổ. Ở đây là một cái khoảng ngoài trước này giống như là cái phòng khách á. Hôm nay nhìn em thấy nhìn lạ ghê á. Quá lạ luôn. Dạ. Ở đây là cửa phòng, xây phòng luôn ha anh. Ôi. Xây là hôm nay là xong rồi. Xây hôm nay là xong cái phòng rồi. Xong rồi, hai phòng xây hết rồi đó. Dạ. Đang xây xong ấy luôn đó. Ồ. Làm mau ghê ha, có cái khung của cửa phòng rồi ha. Em thấy tốc độ mình làm như thế này là mau á. Mau. Cái cánh cửa ngoài trước là nhiêu anh? Cánh cửa trước 2 mét, còn cửa buồng này. À, 8 tắc. Cửa này cũng 81 luôn hả? À, 81. Đa số là cửa tôi bán 81. À. Phòng này có một cái cửa sổ nè cô bác của anh chị. À, lấy số đẹp luôn ha. Số đẹp. 81. Dạ, phòng này cũng có một cái cửa sổ luôn. Này mình xây bằng cái lên đó luôn ha. Bằng cái đó luôn. Cao lên chút luôn chứ. Cao hơn cái đà đó. Cái đó còn lên nữa đó. À, cái đó còn xây lên nữa ha. Đó, cao đó. Thấy không? Gắn lam nữa mà. À. Gắn lam làm chứ thấy không? Dạ. Hôm ngày làm có mệt dữ không anh? Không, nghỉ cũng 2 ngày đó. Vậy hả? Ừ, nghỉ
đi đáo thì thốt. Đây tới chiều là chắc xong phần này rồi. Chút xíu xong gì ha. Xong đổ đặt riêng. À, em thấy anh đi cái đường chỉ đẹp ghê á. Cái đường chỉ này nè, mọi người khen cái đường chỉ anh đi đẹp á. Cái đường chỉ của mấy viên gạch đó anh đi kỹ cẩn thận ghê á. Nay lò gác ba cái đòn tay lên đó hả? Gác đỡ chưa đâu, chừ nào lọt cũng gác. Bây giờ mình gác đỡ thôi ha. Giờ chống ngày nào gánh, chống ngày nào gác gì đó. Dạ. Thời gian ít á. Dạ. Thì mình tranh thủ làm thời gian đó. Cái này chắc khoảng 10 ngày trở lại đây chắc xong quá anh. Chưa đâu cưng ơi, chưa đâu. Chưa hả? Nền còn nền. Cái một cái nền này nó nội dịch tư chỉ chậm á. Phải nhanh chút xíu ha. Dịch tư mà nếu mà ở ngoài á thì 10 ngày rồi. Nếu mà ngoài lộ á. À, tại vì cái con đường chỉ nhật tư nó khó quá phải không? Ừ. Còn đây đôn lên mới cát, còn mới cán lớp hồ nữa mới chút đó. Dạ. Ừ, Dương bữa nay nhìn đẹp ha. Vui không? Vui. Cửa này là chừ nữa mình làm nhôm. Cửa nhôm mình đẩy ra hay để vô? Để vô hả? Vô khép vô đây nè. Dạ, khép qua bên phải này ha. Bên kia cũng khép vô đây luôn. Dạ, khép về cái vách này. Khép về cái này nè, chui nè. Dạ. Cho nó trống. Đâu cả. Cái phòng này là hai chị em cô Trân với Lý là được rồi. Rộng rồi, có học hành rồi luôn, còn phòng này có Dương với lại ba. Dương với ba đó xây ngồi đâu đó. Còn đây trời, cái em nói thiệt chứ. Em nhìn lúc mà mình chưa có lên tường á. Mình thấy cái phòng bếp nó hơi nhỏ ha. Khi mà mình lên rồi mới thấy ở trong này nó cái không gian nó rộng. Này đây nè, cô bác của anh chị cái cửa nhà vệ sinh nè. Quay vô rồi đó, vừa luôn đó. Ở đây chừng nữa nó lên cái mình gắn lam ở trên hên. Có gắn không? Ở đây hả? Dạ. Là không có gắn lam mà đều xây em chừa lỗ. Chừa lỗ ha. Có nhiều cô bác của anh chị hỏi cái này khoảng nhiêu tiền mà khoan hả nói. Không có nói đâu, nào xong nói luôn. Ha, bất ngờ. Anh xây nhiều vậy đó, anh nhiều. Có nghĩa là anh đi xây nhiều nhà rồi. Anh thấy có cái hiện nay thì nước Việt Nam mình là làm theo cái kiểu mà cột bằng sắt như thế này nhiều không? Bây giờ ta tranh thủ thời gian ta làm cho nó mau á. Làm cái kiểu này cũng bỏ mà. Nha. Yeah. Cái tuổi thọ nó so với bê tông thì nó tương đương nhau không anh? Nó tùy mình mua thứ dày thì xài cũng lâu à. Ừ. Mua sắt dày á. Dạ. Yeah. Nó khoảng nhiêu năm anh nhiều? Cái này thì xài 20 năm được. 20-30 năm hả? Ừ, 20 năm được. Ừ. Tại mình xài sắt dày. Ừ. Nó xài móng thì cũng mười mấy năm. Ồ vậy hả? Vậy mà 20-30 năm là ngon lành rồi. Mà cái nhà tuổi thọ 20-30 năm chứ nhiêu? Ôi bên đây là chuồng bò đây hả? Ở chuồng bò. Đi qua đó xem ba đâu Dương? Ba đi gắn đồng hồ rồi. Đi gắn đồng hồ điện ha. Dạ. Thông tin với cô bác quý anh chị là nhà anh Sang không có điện đó, nên là nữ là chưa khoan cây nước được. Nữ khoan cây nước ở đây ha anh. Sao đây nè. Cái bên này ha. Cái sàn nước đó, miễn xe trong đó khoan cũng được. Này là cái sàn nước để rửa chén đâu á. Khoan luôn ở đây luôn cũng được. Em thấy cặp đó cũng hay á, để đó cái mua tưa để đó nó không bị ấy. Lợp cái máy này ra luôn, thẳng ra luôn. Ba đi gắn điện rồi. Dạ. Gắn điện xong có điện mới khoan được, cô bác quý anh chị mới khoan cái giếng nước được. Tại vì điện mà chạy máy phát điện là khoan không nổi. Điện nó yếu lắm. Cái chuồng bò này là chiều dài bao nhiêu anh nhiều? Lọt lòng 2,5m, dài 4m. 2,5m, 4m. Ờ, hai con đủ không? Dư luôn ha. Dư, rộng mà. Xây cái chuồng bò thì nó có một cái độ nghiêng để khi mà ở cái phần này mà con bò nó đi vệ sinh đi phân ra đó thì nước nó sẽ chảy xuống ở bên đây. Dạ. Cái hố ở bên đó
nữa mình đào một cái hố bên đó. Đó, và nó có độ nghiêng, bây giờ đang nằm le đá nè. Và xây lên đây. Tới đây rồi, chừng nữa mình làm lưới lên hay sao anh? Làm khung sắt lên hả? Khúc trên chắc làm cây nó mới làm sắt. Cột thì bằng sắt. À, cột. Cái thanh ngang thì anh kiếm cây đồ. Kiếm cây gác lên. Ờ, gác ngang cho con bò nó nằm nó cầm rồi không có đưa cái đầu ra được hả? Với lại văn mùng. Ừ. Làm cái khung thưa thưa đó. Lọt lòng 2,5 m, dài 4 m. Ờ, ngang 4 m. Là hai mỗi con là 2 m. Là rộng quá trời rộng luôn rồi, em ơi. Rồi chừng nữa tính nuôi vịt ở đâu Dơn? Dạ, nữa con tính nuôi vịt chắc ở đây nè chú. Đây ha. Dạ. Khoảng nhiêu con được? Vòng vòng đây con nuôi có 200 con có. 200 con có ra ruộng của người ta không? Không, tại vì cha con có lưới sẵn nhà bông vòng vòng lại. Ừ. Còn ấy nuôi ít thôi thì 50. Nuôi 50 con là được rồi. Dạ. Với lại mấy con gà. Nuôi gà không? Nuôi. Nuôi khoảng nhiêu con gà? 20-30 con à. Ừ. Nói chung là bữa nay gặp cái nhà ngoài sao nhìn tới là cũng khá đẹp, ưng ý ghê luôn á. Cô bác của anh chị thấy đi cái đường gạch, người ta khen anh nhiều là đi cái đường chỉ của gạch hồ á. Hay á. Nghỉ tay đi, uống như uống nước trà với em miếng đi. Trưa rồi. Hả? Ờ, uống đi ra đó. Mới uống ra hả? Ra uống miếng nữa đi, cho vui. Cả chuyện gì nghe chơi. Cắm nước đi Dương. Uống tí xíu rồi em đi làm nữa rồi, 10 giờ 20 em làm nữa rồi. Có chuyện gì kể ghi vui buồn ngày thợ hồ không? Người ta nói cái nghề thợ hồ là đi xây nhà cho ta, chứ cái nhà của mình nó cũng bị bấp bênh lắm hả anh nhiều? Có không? Đúng rồi, không có thời gian làm. Không có thời gian làm cho nhà mình hả? Ừ. Đi xây tổ ấm cho cho người ta hả? Ừ. Tới nay mà cái nhà anh chưa có hoàn thành đó. Vậy hả? Có nghề gì làm cho người ta không à? Ừ. Chị làm nghề gì anh nhiều? Ở nhà làm nội trợ không? Rồi anh làm ngày 300-350. Ừ. Thì đủ sống không ta? Được. Được ha. Anh có làm ruộng đất gì thêm không? Không, hồ. Tơ hồ không hả? Anh mấy đứa con? Hai đứa gái không? Đứa đi học, một đứa đi làm rồi. Ừ. Đi học, đi làm cái gì? Đi mai công ty. Có phụ tiền giúp anh không? Nó làm để nó tự lo cho nó được. Dạ. Uống nước trà anh ơi. Có trà nè. Dạ, có trà nè, qua uống trà miếng đi. Trà này hôm trước phải trà hôm trước không? Em đem vô không? Phải không, em vô. Phải không vô? Dạ. Uống được không anh, trà này uống được không? Được. Rồi mấy giờ mới ăn cơm anh nhiều? 11 giờ. 11 giờ mới ăn. Giờ. Là nghỉ được 1 tiếng hả? Ừ. Có ngủ nghe gì được không? Không, nghỉ chút rồi làm luôn hả? Không có ngủ nghe gì nữa hả? Thật chứ ta? Làm riết nó cũng quen rồi. Làm tranh thủ nhiều khi chắc chiều, lúc gậy chắc chiều ưa mưa lắm. Ừ. Làm đang tranh thủ nghỉ sớm, lỡ chiều có mưa rồi nó cũng cứng rồi. Từ ừ. Mình xây rồi nó cũng cứng rồi. Ừ. Không sao. Bữa nay sáng cũng thấy không màu màu. Theo dự toán của anh thì nó khoảng, dự tính của anh thì nó khoảng bao nhiêu ngày nữa hoàn thành hết? Những có hai anh em làm không mà chắc có 10 ngày nữa. 10 ngày nữa là hết luôn ha. Ừ. Còn nếu như mà có thêm thợ thì mau hơn. Ừ. Rút thời gian rồi. Giờ có vật tư ngon thì mừng nhanh, không vật tư mà chết. Dạ. Từ sáng giờ anh sang rồi anh đi chuyển ba cái tự chọn tự xây á. Vật tư rồi, hai anh em chọn xây luôn. Làm thợ làm phụ luôn hả? Ừ. Làm luôn. Đất luôn. Rồi Dương. Dương ra phụ cha nó mà. À anh tự vô á. Dương với lại anh sang chuyển vật tư. Biết mướn thêm người đó. Thêm người chở phụ. Ừ. Hôm qua trời mưa chở không được. Đường sình. Cái đường đó đây em thấy đi khó khăn quá. Đi bởi vì vất vả. Vất vả cái đường đi đó. Có đường đi mình cũng mừng. Ừ.
không có lọ bờ ganh ta không cho ở nhà đường khô đỡ đó chứ gặp sành chẹp chẹp nước không là nghỉ luôn á. Dạ không biết ông chuyển la phong rồi vô hết chưa ta, có la phong nữa hả? Không có. Có không? Đâu có la phong, không có đóng la phong. Đóng la phong là nó khoảng thêm nhiêu tiền nữa? La phong thì Mỹ mua trăm không, trăm không luôn á thì trăm không trăm, trăm trăm mốt trăm hai vậy. Không đóng luôn là ở bao luôn trăm trăm á, trăm trăm mét là hết luôn. Nhà này khoảng nhiêu tiền anh? Khoảng 8 triệu mấy. 8 triệu mấy hả? Khoảng 65 mét. Anh nhiều có đóng la phong không? Làm không kịp chứ đóng, đóng luôn được. Ở nhà có thêm 8 triệu nữa để em coi coi còn dư mình đóng luôn đi chứ để gì sống. Không biết không la phong mua. Nó đóng la phong đóng chợ đẹp. Đóng la phong á thì nó cũng mới rồi. Để mua cách lớp cách nhiệt á, trải lên lập to lên luôn à. Biết lớp đó không? Lớp cách nhiệt cắt tường á. Có biết không? Không, nó đẹp không? Nó dựng nó hai lớp bạc hai bên nó mới sắp giữa. Cũng đẹp. Đóng là lập trước thì là mình lập lập toàn ốp lên luôn là mình gửi lên luôn á, mà để là để lên lên miếng toàn luôn, để cho lòng tay dưới miếng toàn. Xài bệnh không biết nha, bệnh không, nó bệnh đó chạy nó sát toàn quá để sợ chảy ra ha. Không, nó lớp lớp đó không có chảy, nó lớp bạc mà chút xíu ra cho mấy việc được dựng á. Thôi cái nhà của mình mà nhà như thế này mà không làm la phong xấu lắm, phải không? Không xấu đâu, nhà thấp quá la phong không ngon. Giờ là có lập cách nhiệt ngon đó, cách nhiệt cũng không mắc, 25.000 mấy hàng. Hôm trước là mình tính 80 triệu phải không? Hết luôn này á. Đâm mấy triệu. Nếu như mà la phong nữa thì khoảng 90 không? Hơn ngà ra 9 mấy à. 9 mấy à, la phong có chị 10 gần 10 triệu. Cái bò lên nó gần cái trăm luôn á. Dạ, la phong nó nhiều tiền lắm hả? Ừ. Có vậy có trả lớp cách nhiệt được. Rồi đỡ đóng được. Đây em tính khỏi cũng được, miễn đóng đóng cho đẹp. Đóng thì nó đẹp hơn. Bây giờ mình lên hết đi la phong mình đóng sau được không? Được. Được. Em tính toán lại kêu coi cái số tiền còn bao nhiêu đóng la phong luôn. Mình chuyển vô đóng sau, còn tiền thì mình đóng. Tại em chính tính chừa tiền còn lại cho anh Dương sinh sống thời gian tới á. Nguyên cứu nó cho nó cái sườn sắt đó kìa, lợp ấy, sườn bò. Giờ bố mà chỗ mấy cái đòn tay với hai kèo là lập được rồi. Dạ. Nhưng mà cây gì 5-1 hả, nó 1 rồi. Thì mình cứ làm đi. Không. Thì giờ phải có dự án trước rồi nó mới mua sắt về. Ừ. Sắt có ở đâu nhà nó hàng. Là cái đó khoảng nhiêu tiền sắt nữa, chuồng bò. Chuồng bò với lập luôn hả? Lập tôi thường được rồi, không bóng. Mua tôi không có sen lập được. Thôi 4.2-3 triệu mấy. Có 4 triệu nữa. Làm sắt hết luôn á. Sắt như lọc luôn. Sắt lọc. Biết không, làm cây á, sụp sẻ cái gió giữa đồng nè. Rồi... Làm luôn đi, làm nói làm luôn đi nữa em chuyển tiền nha. Ừ. Biết sao, 5-1 mà cây một tiếng một chân cái là gió sụp sẻ cái nó siêu dẹo cái rồi. Tung nóc cái giữa đồng nó tung nóc đi luôn. Thì bây giờ trước tiên mình làm chuồng bò đi, giờ nhà em thống kê lại số tiền hôm trước cái mình coi có đóng la phong luôn không ha. Cái miếng này cái này mà lên tô và làm hoàng cũng lịch sử cũng đẹp mà đâu thắm lắm đâu. Dạ. Muốn đóng đóng chứ. Phải lên la phong cho đỡ nóng, đỡ nóng. Tô rồi xong là đẹp lắm hả? Ừ, tô đi bê cái gọi là nhà sáng lên à. À. Tô bê nhà sáng lên. Có giờ là mình hỗ trợ cho nó có được cái chuồng bò luôn, ngon. 4 triệu nữa làm đi, em nói đâu có gì đâu. Bởi vì mình kiện đế chân hàng xong rồi mình hàng trên luôn, nó cứng luôn. Dạ. Để cho nó đi lên mà ngang nó cũng an tâm. Dạ. Cái nhà siêu dẻo đi mà ngang nó mệt lắm. Hai đứa điện đài mình bắt trong đó nữa. Rồi vậy đi rồi làm cái đó đi nữa. Anh chạy ở ngoài luôn nha, không có âm tường nha. Khỏi âm anh, để đúng ngoài rồi, có gì thay ra thay vô cho dễ. Công lắm. Âm vừa tốn công mà lại nó đi phức tạp lắm. Nếu vừa dây nguồn á đi mua 21 á. Rồi cái đầu đi vô ngoài. Mình chủ yếu là nhà cho anh cho nó gọn ghẽ thôi, nó đẹp thôi chứ đừng có làm nó âm tường vô nó gườm gà lắm. Nó sửa được không ạ? Mất công dụng.
Ví dụ về nhà em thống kê lại số tiền như vậy, để nữa em coi để em điện cho anh có đi La Phong luôn không? Không. Bây giờ trước tiên là làm cái máy chuồng bò bằng sắt cho anh Sang luôn. Dạ. Chuồng bò thấy ổn định rồi. Nói chung hôm nay ra hình cái nhà nhìn đẹp ghê á. Nói chung là khoảng 10 ngày nữa là tuần này em về em bắt bò nè. Bò bắt ở đâu? Bò bắt ở Thanh Bình, có mấy người quen người ta hướng dẫn, người ta nuôi lâu á. Bác hiệu phải tiếng cho ổng có cái tài liệu cho ổng nè. Tài liệu nuôi bò á. Ông này, nuôi bò phải cần vệ sinh chuồng đồ. Có hình không? Mấy đứa con đâu có, em hỏi người ta cái kỹ thuật nuôi nói với anh. Có ông thú y ở thường thường mấy ngày đó là có ông thú y ở xã lại mà. Dạ. Nếu cho bò là có ông thú y. Ông lại ông chỉ cách thức cái chuồng nè. Đúng là hôm nay là có ông thú y vô cái coi cách thức cái chuồng á. Cỏ nữa. Ừ. Cỏ khô, cỏ ướt gì ngày gì sáng cho ăn cái gì nữa nè. Này hôm gà ổng lu bu ổng chưa có cái vụ mà cỏ nó chưa có trồng được kìa, mới đem về. Ba cỏ vôi á. Mua rồi hả? Đào xin. Xin ha. Xin nó sớm. Thì trồng trước đi. Ừ. Thì chỗ nào trống thì cứ trồng gì á. Tại anh Đào ổng lấy đất á. Mà chưa có làm được cái vụ đó. Dạ. Nó nói là hầm chính lợp hả? Chín. Năm 24 à. Bữa nay 24 à. 29 lợp đó nha. 29 lợp. 29 lợp là bữa mấy xong nè, đặng em biết nè, đặng cái ngày mà. Cái ngày cái lợp cũng vô hả? 29 lợp thì vô quay cái. Ừ, ngày lợp á. Vô quay chút xíu thôi gì vậy? Em có rảnh á thì em vô. À lợp mấy giờ? Sáng lợp sớm đó chứ. Sáng lợp á. À toan là đâu lợp trưa được ha. Ừ, tranh thủ. Thì cứ dạy buổi sáng hay buổi chiều? Dạy nguyên ngày luôn. Nguyên ngày luôn. Cứ xây xong rồi quay lại tô đó. Tô xong rồi mới cán lót. 29 là ngày thứ tư hả? Thứ tư khoảng 10 giờ em vô ha. 10 giờ vô đi xong rồi đó. Ừ, vậy đi. Vô đó ăn nhậu rồi đó. Làm xong là nhậu hả? Để chứ đâu mọi người nghỉ, ngày cho nghỉ thả bữa. À, làm xong mình kiếm cái lóc nướng chui mình nhậu đi nha. Được không? Biết. Anh nhiều thì ăn chay uống rượu. Không á, nó gót thì mình uống. Dạ. Nó không ăn thì nó gót mình. Gót mồi mình. Ai uống đi gót rồi nghe. Trời. Tôi gót mà tôi thèm tôi quốc đâu. Bỏ vậy tức mình. Rồi vậy đi, ngày 29 em vô rồi bữa chiều đó mình làm xương xương nha. Thì đó là xong là quốc luôn đó. Rồi. Thì cứ dậy tranh thủ buổi sáng đi. Chơi khô máu với mấy anh luôn. Anh nãy với anh nhiều. Rồi chúc cô bác quý anh chị xem video clip vui vẻ. Xin chào dạ. Tới giờ đi dạy luôn rồi.